không đâu có giá rẻ hơn Aesop 699.000 đồng, giảm ngay 200.000 đồng, chỉ còn 499.000 đồng. Thanh Tú mến chào tất cả quý vị khán giả của Aesop. Và thưa quý vị, cuộc sống ngày càng phát triển và hiện đại hơn, thì việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc ăn những cái món ăn tốt cho sức khỏe, ví dụ như là những món hấp hay là những món luộc, vô cùng là cần thiết. Như vậy thì cái công việc nội trợ không còn giới hạn ở các chị em phụ nữ nữa, mà các đứng mày râu của chúng tôi cũng phải xắn tay áo lên và xông pha vào bếp. Như vậy trong chương trình ngày hôm nay trên Aesop thì chúng tôi xin được giới thiệu với tất cả quý vị một bộ sản phẩm dụng cụ nhà bếp vô cùng là phù hợp, vô cùng là tiện dụng luôn. Và hơn hết là chúng ta có thể dễ dàng thực hiện nhiều những món ăn khác nhau, đặc biệt là những món hấp hay những món luộc, là những món ăn vô cùng tốt cho sức khỏe. Bộ sản phẩm bao gồm 5 món đến từ thương hiệu Duston. Và thưa quý vị, mức giá ngày hôm nay dành cho tất cả quý vị đó chính là 699.000 đồng. Tuy nhiên trong khung giờ đang phát sóng này thì quý vị chúng ta sẽ được giảm ngay 200.000 đồng. Như vậy mức giá còn lại chỉ là 499.000 đồng mà thôi. Bộ sản phẩm của chúng ta bao gồm những cái thiết bị như sau. Đầu tiên là một chiếc nồi có kích thước là 16 cm, một chiếc nồi có kích thước là 18 cm, một chiếc nồi có kích thước là 20 cm, một xửng hấp có kích thước là 24 cm và một chiếc nồi to có kích thước là 24 cm nữa. Như vậy chọn bộ sản phẩm ngày hôm nay bao gồm là 5 món quý vị nha. Hãy nhanh tay đặt hàng, số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình rồi. Bộ nồi sừng inox Duston nấu nhanh chín lại nhanh sôi, không kém bếp, nấu được trên bếp hồng ngoại, bếp từ và cả bếp ga nữa. Phù hợp chế biến các loại món ăn, đặc biệt là món hấp. Cơ hội mua sắm tiết kiệm cùng Aesop, quý vị ơi hãy mua ngay thôi. Không đâu có giá rẻ hơn Aesop 699.000 đồng, giảm ngay 200.000 đồng, chỉ còn 499.000 đồng. Bộ sản phẩm này vô cùng phù hợp với nhiều những gia đình khác nhau, đặc biệt là các bạn sinh viên sống xa nhà, sống trong những không gian nhà trọ quá chật hẹp, các anh chị nhân viên công nhân làm việc tại những khu chế xuất, chúng ta không có quá nhiều không gian cho cái không gian nhà bếp của mình. Còn đối với các cánh mày râu thì sao, hãy xắn tay áo lên và xông pha vào bếp với Thanh Tú nha. Hãy cùng thực hiện món ăn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là món gỏi Thái. Chúng ta chỉ việc đơn giản là chuẩn bị những nguyên vật liệu cần thiết và chúng ta sẽ sơ chế ngay quý vị nha. Và kính thưa quý vị, trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi mà Thanh Tú đã thực hiện được một cái món gỏi. Và đặc biệt hơn là trong quá trình thực hiện đó quý vị, với cái chiếc nồi như này nè, ở phía bên trong vô cùng là sáng bóng cũng như là vô cùng là mịn nhẵn luôn. Cho nên là trong cái việc là mình thao tác đó quý vị, cảm thấy là vô cùng là thuận tiện và dễ dàng luôn. Đây là một trong những cái món gỏi vô cùng là thực hiện dễ dàng luôn quý vị ạ. Và kính thưa quý vị, để giúp cho món gỏi Thái của chúng ta trở nên tròn vị hơn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện chiên bánh phồng tôm quý vị nhé. Mà Thanh Tú sẽ tiến hành chiên ngập dầu với một trong những chiếc nồi nằm trong bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Duston ngày hôm nay quý vị ạ. Đây, quý vị thấy không ạ, vô cùng là dễ dàng thuận tiện thực hiện luôn. Và thưa quý vị, đối với một cái thiết bị nhà bếp như thế này đây, quý vị thấy không ạ, trong việc mà chúng ta thực hiện chiên những cái món ngập dầu, ví dụ như là chiên bánh phồng tôm á, thì cái phần thành nồi nó sẽ rất là cao và không gây văng bắn dầu mỡ ra bên ngoài, và đặc biệt hơn là tiết kiệm được dầu mỡ nữa quý vị nha. Cho nên là đây là một trong những sản phẩm vô cùng là phù hợp trong không gian bếp của mọi gia đình luôn. Đây, trong một khoảng thời gian rất là ngắn mà Thanh Tú đã tiến hành chiên được bánh phồng tôm vàng đều như thế này đây, gia nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều, như vậy là bánh phồng tôm của chúng ta chiên ra nó vô cùng là tuyệt vời luôn quý vị ạ. Vàng ươm luôn, giòn ngon nha quý vị nha. Đó, quý vị thấy không ạ? Rất là nhanh chóng và dễ dàng luôn. Ai cũng có thể thực hiện được quý vị nha. Đó. Rồi, gỏi Thái mà ăn cùng với bánh phồng tôm thì vô cùng là phù hợp, vô cùng dễ dàng thực hiện luôn quý vị nha. Nhanh tay đặt hàng 499.000 đồng mà thôi cho một bộ sản phẩm bao gồm 5 món quý vị ạ. Với nhiều những kích thước nồi khác nhau nè, với một chiếc nồi có kích thước là 24 cm và thành nồi rất là cao thế này, được làm bằng chất liệu là inox vô cùng là sáng bóng luôn. Mình có thể thực hiện được một khối lượng thực phẩm vô cùng là lớn để phục vụ cho nhiều những người ăn trong gia đình của mình quý vị nha. Đây chính là món cút
hầm thuốc bắc. Wow, thưa quý vị, món cút hầm thuốc bắc vô cùng là tốt cho sức khỏe. Một cái khối lượng rất là lớn luôn, có cả táo tàu nè, thêm rồi có cả nấm đông cô nữa. Rồi bây giờ đây, tôi sẽ tiến hành múc ra bên ngoài. Đây, wow, hấp dẫn quá quý vị ơi. Wow, cái món này thì nghĩ là chắc là kể cả người già và trẻ nhỏ thì cũng rất là thích luôn nha quý vị nha. Rất là dễ ăn luôn, mà đặc biệt hơn là có rất là nhiều những cái vị thuốc tốt cho sức khỏe của mình. Mình dễ dàng thực hiện trong gia đình của mình nè, mình có thể dễ dàng phục vụ cho nhiều những đối tượng sử dụng khác nhau nữa. Cứ với một cái khối lượng như thế này đây thì mình có thể dễ dàng thực hiện được nhiều những cái món ăn khác nhau. Tú đã gấp ra bên ngoài là tổng cộng là 3 con cút rồi, còn nhiều con trong cái nồi nữa quý vị nha. Cái mùi rất là đặc trưng của cái mùi thuốc bắc nè, rồi thêm vào đó có rất là nhiều những cái vị tốt cho sức khỏe. Với một cái lợi thế đây chính là chất liệu nó gia nhiệt rất là nhanh, để mình có thể dễ dàng thực hiện được những cái món đặc biệt như là những cái món ninh, những cái món hầm. Một lần nữa giới thiệu với tất cả quý vị, chúng ta nhìn lại sản phẩm ngày hôm nay, chúng ta có tổng cộng là một chiếc nồi có kích thước là 16 cm, một chiếc nồi có kích thước là 18 cm, bao gồm 5 món đến từ thương hiệu Luston, rồi một chiếc nồi có kích thước là 20 cm và một nồi to có kích thước là 24 cm nữa. Như vậy mình có thể kết hợp giữa xửng hấp cũng như là chiếc nồi này lại với nhau để chúng ta có thể thực hiện được rất nhiều những món ăn trong không gian gia đình của mình quý vị ạ. Hãy nhanh tay đặt hàng, số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Chúng tôi cũng sẽ cam kết giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí trên 63 tỉnh thành toàn quốc. Không đâu có giá rẻ hơn Azishop, 699.000 đồng giảm ngay 200.000 đồng, chỉ còn 499.000 đồng. Bộ nồi sừng inox Dustin nấu nhanh chín lại nhanh sôi, không kém bếp, nấu được trên bếp hồng ngoại, bếp tư và cả bếp ga nữa, phù hợp chế biến các loại món ăn, đặc biệt là món hấp. Cơ hội mua sắm tiết kiệm cùng Azishop, quý vị ơi hãy mua ngay thôi. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Thanh Tú cảm thấy vô cùng là vui và hạnh phúc bởi vì được diện một bộ trang phục đầu bếp, và hơn hết là đã có rất nhiều những đơn hàng đặt thành công cũng như là gọi về cho chúng tôi trong khung giờ đang phát sóng ngày hôm nay. Tú muốn chia sẻ với tất cả quý vị một trong những điều khác biệt của bộ sản phẩm ngày hôm nay so với những cái thế hệ nồi trước đây. Đầu tiên là về chất liệu là vô cùng sáng bóng và có tính thẩm mỹ rất cao quý vị nha. Thêm vào đó nữa là quý vị thấy không ạ, ở thế hệ nồi này thì không có những cái con đinh tán ở phía phần ngoài nồi, ở phía bên trong nó vô cùng là nhẵn mịn luôn, và trong quá trình chúng ta sử dụng thì vô cùng là tiện dụng và dễ dàng vệ sinh lau chùi hơn, không bị rỉ sét trong quá trình mà chúng ta sử dụng, sở hữu ngay một bộ sản phẩm nhà bếp vô cùng tiện dụng và tốt cho sức khỏe quý vị nha. Trong quá trình mà chúng ta muốn tăng cường ăn những cái món ăn tốt cho sức khỏe, ví dụ như là những món hấp hay là những món luộc đó quý vị, thì mình cần phải có ngay những cái dụng cụ hỗ trợ, ví dụ như là những cái xửng hấp. Đối với những cái loại xửng hấp nhỏ như thế này thì nó không đủ để có thể là chứa được những cái số lượng thực phẩm lớn cho cả nhà, như vậy thì vô cùng là bất tiện luôn. Nếu như mà chúng ta sử dụng những cái xửng hấp lớn, quá trình mà chúng ta sử dụng lau chùi thì cũng vô cùng là khó khăn luôn. Cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau thay thế những cái chiếc xửng hấp đã quá cũ kỹ, được làm bằng những chất liệu không cao cấp và dễ dàng bị bám dính cũng như bị oxy hóa, bị ra ten, bị cũ, bị chiếm diện tích, bằng một giải pháp mới quý vị nha. Đó chính là chiếc nồi hấp đến từ thương hiệu Dustin ngày hôm nay. Chúng ta có thể dễ dàng thực hiện được rất nhiều những cái món hấp khác nhau. Ở phía bên trên là chúng ta có là há cảo cùng với là bánh bao hấp, mình có thể chuẩn bị vào buổi sáng nha quý vị nha. Khói bốc lên nè, đây, nóng hổi luôn quý vị nha. Bánh bao hấp là không bị nhão nha quý vị nha. Phía bên trong thì rất là ngon luôn, cho nên là chúng ta có thể dễ dàng thực hiện, giúp cho bữa sáng gia đình mình trở nên tròn vị hơn, và hơn hết là đảm bảo được cái chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Ở phía bên trên mình hấp há cảo và bánh bao, thì ở dưới mình có cả là bánh chưng và bánh giò đó, mình chuẩn bị ít cũng được, nhiều cũng được. Quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy nè, với cái kích thước nồi là 24 cm nè, thêm vào đó là cái chiều cao thì cũng khá là sâu luôn, cho nên là mình thực hiện được rất là nhiều những cái món ăn khác nhau. Và đặc biệt hơn hết là mình có thể dùng để hấp là 1 2 3 4 5 6 7. Đây là do là chúng tôi làm cho quý vị, cho nên là cái số lượng này có hạn, quý vị có thể hấp nhiều hơn. Phía dưới mình luộc nè, ở trên mình hấp, mình kết hợp cả hai món luôn quý vị ạ. Cho nên là nhanh chóng và tiện lợi luôn. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa thực hiện được hai món kết hợp với nhau, bữa ăn của mình tốt sức khỏe và thuận tiện, cũng như là không mất quá nhiều thời gian quý vị nha. Và tiếp theo thì Thanh Tú muốn chứng minh cho tất cả quý vị thấy là quá trình nấu nước của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Tôm hấp nước dừa thì mình thấy là nguyên liệu tôm mình chọn là những con tôm tươi, nước dừa thì cũng là một trong những nguyên liệu mà gọi là rất là tốt cho sức khỏe nữa, cho nên là mình thấy đây là một trong những cái món ăn nó vô cùng là phù hợp với tất cả những đối tượng sử dụng khác nhau. Và đặc biệt hơn hết là những cái món tôm, những món hải sản thì đặc biệt là những cái món ăn được yêu thích nhất
của người dân Việt Nam và hơn hết là trong mọi bữa cơm của gia đình Việt. Như vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, quý vị thấy mà không gian bếp của chúng tôi vô cùng là gọn gàng luôn, không mất quá nhiều những thời gian để mình có thể chế biến được những cái món ăn, đặc biệt là những cái món hấp như này. Phải thay đổi cái thói quen này đi, mình ăn nhiều những cái món hấp hơn, mình ăn nhiều những cái món luộc hơn sẽ tốt cho sức khỏe của mình quý vị ạ. Và không gian bếp của chúng ta trở nên gọn gàng, sạch đẹp, dễ dàng vệ sinh, dễ dàng lau chùi, và hơn hết là tất cả các đối tượng của chúng ta có thể dễ dàng bước vào trong bếp, đặc biệt là các đấng mày râu giống như Thanh Tú trong chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Và thưa quý vị, đến đây thì giờ cho phép Thanh Tú được thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được chúc mừng cho những đơn hàng thành công đã đặt hàng ngay bộ 5 chiếc nồi đến từ thương hiệu Dixon được giới thiệu trên iShop ngày hôm nay với mức giá là 499.000 đồng. Mức giá ban đầu chỉ là 699.000 đồng mà thôi, tuy nhiên trong khung giờ này quý vị đã được giảm thêm 200.000 đồng nữa. Thưa quý vị, thương hiệu Dixon với thông điệp đó chính là bếp ấm nhà êm. Như vậy bữa cơm là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong gia đình của mình. Bữa cơm giúp kết nối tất cả các thành viên trong gia đình của mình trở nên gắn kết hơn, trở nên yêu thương nhau nhiều hơn, và hơn hết là chúng ta cũng sẽ có sự sẻ chia. Ai cũng có thể vào bếp được, nam giới cũng có thể vào bếp, các chị em phụ nữ dễ dàng nấu nướng được những món ăn tốt sức khỏe phục vụ cho các thành viên trong gia đình của mình, thì dĩ nhiên là mối quan hệ gia đình ngày càng khăng khít và yêu thương hơn nhiều hơn. Thưa quý vị, hy vọng rằng với bộ sản phẩm ngày hôm nay sẽ giúp cho gia đình của quý vị trở nên ấm áp, tràn ngập tình yêu thương trong mỗi bữa cơm, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tràn ngập tiếng cười nữa quý vị ạ. Và đến đây thì cho phép Thanh Tú được thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi lời chào đến tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những sản phẩm tiếp theo. Không đâu có giá rẻ hơn Aesop 699.000 đồng, giảm ngay 200.000 đồng, chỉ còn 499.000 đồng. Quý vị ơi, hãy sở hữu ngay bộ nồi sưởng inox Dustin quý vị nha. Ngại gì mà không có món ăn ngon. Với bộ nồi nhiều kích cỡ khác nhau, đa dạng chế biến với nhiều khối lượng thực phẩm khác nhau. Thêm một sừng hấp 24cm dễ dàng chế biến những món hấp thanh đạm và bổ dưỡng. Hải sản, tôm trong tích tắc có ngay phần tôm ửng hồng đẹp mắt, kích thích vị giác, ăn ngon mà không sợ tốn tiền. Thưa quý vị, những món hấp cùng rau củ rất đơn giản, rất dễ thực hiện với món cá hấp chín thơm nừng. Bên cạnh đó, màu sắc của loại rau củ quả bắt mắt chắc chắn là món ăn chiêu đãi khách đến chơi nhà, đảm bảo ngon miệng mà không tốn thời gian chuẩn bị nữa. Nấu ăn tại nhà rất an toàn cho sức khỏe, thích món gì thì quý vị nấu món đó thôi. Phía dưới có sẵn một nồi cháo đủ cho 4-8 người cùng thưởng thức, ăn ngon, nhẹ bụng, thích hợp, bồi bổ cho người mới ốm dậy, cho trẻ nhỏ ăn dặm, người ăn chay hay đơn giản chỉ muốn đổi vị cho gia đình. Với bộ nồi nhiều kích cỡ khác nhau, 16cm, 18cm, 20cm và 24cm, chủ động nấu nướng, ăn uống thả ga, không lo giảm béo quý vị ạ. Bộ 4 nồi, 4 kích cỡ cùng với một sừng hấp có cùng size lớn nhất 24cm, chẳng lo bữa sáng không có món ăn ngon quý vị ạ. Giờ đây có ngay bộ nồi sừng inox Dustin, những chiếc bánh bao hay há cảo nóng hổi, thơm phức mùi bột bánh, chẳng ai kìm lòng được trước sự mời gọi của những chiếc bánh chưng bánh giò cho bữa chiều muộn nữa. Cơn lốc khuyến mãi, mua càng nhiều, không lo về giá, không còn lo lắng sẽ chẳng nấu được món ngon. Nấu càng nhiều, không lo tốn điện, hao ga. Với bộ nồi nhiều kích cỡ khác nhau, chất liệu inox dẫn nhiệt tốt, ra nhiệt nhanh, dễ làm chín thực phẩm, đặc biệt với nhiều món hầm hay là những món ninh như. Cứ mua để thỏa sức nấu ăn ngon, cứ mua để nấu nhiều món hấp bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Mua để dành, mua để dùng, mua để tặng quý vị nha. 699.000 đồng, giảm ngay cho quý vị 200.000 đồng và chỉ còn 499.000 đồng mà thôi. Nhanh sôi, nhanh chín, dễ dàng vệ sinh chùi rửa, không sợ gì kim loại gây ra phản ứng hóa học với những món có xốp màu hay những món mặn. Như bò lagu, một cuộc gọi duy nhất về số tổng đài 02838969898. Dính ngay bộ nồi về nhà cho bạn cảm giác bếp ấm nhà em. Quý vị ơi, hãy sở hữu ngay bộ nồi sừng inox Dustin quý vị nha. Ngại gì mà không có món ăn ngon. Cứ mua để thỏa sức nấu ăn ngon, cứ mua để nấu nhiều món hấp bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Mua để dành, mua để dùng, mua để tặng quý vị nha. Nấu được trên bếp hồng ngoại, bếp từ và cả bếp ga nữa. Không mua quý vị sẽ khó tìm thấy bộ nồi inox ưng ý. Không ai cưỡng lại được miếng thịt chim cút ngọt đậm, hương thoang thoảng của vị thuốc bắc thật ấn tượng quý vị ơi. Một cuộc gọi duy nhất về số tổng đài 02838969898. Dính ngay bộ nồi về nhà cho bạn cảm giác bếp ấm nhà em.